Thầy chào các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài hàm số liên tục. Trong bài học trước thì chúng ta đã có cái định nghĩa về hàm số liên tục. Trong đó thầy cũng có cho các em một số những ví dụ chứng tỏ một cái hàm nó liên tục tại một điểm. Sau đó thì cũng có phân tích một số những cái chuyện về cái điểm gián đoạn của hàm số. Hôm nay thì chúng ta vẫn tiếp tục cái bài hàm số liên tục. Trước khi mà chúng ta vào bài học thì thầy cũng nhắc lại cái định nghĩa của các hàm số liên tục để chúng ta theo dõi lại một chút nhanh thôi các em. Đó là nếu mà cái hàm số của chúng ta nó liên tục tại điểm x0 thì điều này định nghĩa như sau. Đó là lim của fx khi x dần về x0 nó bằng fx0. Cái đẳng thức này nó chứng tỏ được nhiều điều các em. Trước hết là chúng ta thấy rằng cái giới hạn của f tại x0 phải tồn tại và nó giá trị của nó bằng đúng fx0. fx0 có nghĩa là chúng ta biết rằng hàm số của chúng ta ít tối thiểu là nó phải xác định tại x0. Thế thì những bài học tiếp theo thì thầy sẽ phân tích sâu hơn về cái định nghĩa này, về khi nào thì cái giới hạn này nó không tồn tại thì có nghĩa là nó không liên tục tại x0. Bây giờ thì chúng ta xem tiếp một số những cái ví dụ nho nhỏ để minh họa cái điều mà thầy vừa mới nói. Chẳng hạn như thầy đề nghị chúng ta đi xét tính liên tục của hàm số sau đây. Fx bằng 2 sin bình phương x cộng cho sin x trừ 1 tất cả chia cho 2 lần sin bình phương x trừ cho 3 sin x cộng 1 nếu x của chúng ta khác bi trên 6 và bằng trừ 3 nếu x bằng bi trên 6. Thế chúng ta thấy rằng bi trên 6 thì nó làm cho cái hàm của chúng ta nó rơi vào dạng vô định 0 trên 0. Chúng ta thay cái x bằng trừ bi ta thay x bằng bi trên 6 vào phần tử lẫn mẫu thì chúng ta thấy được điều đó ngay. Thế bây giờ thì chúng ta thấy như thế này. Chúng ta xét cái tính liên tục hàm số này trên tại cái điểm x bằng bi trên 6 thôi nhé. Còn là các cái điểm khác thì từ từ là chúng ta nói. Riêng cái ví dụ một này thầy chỉ yêu cầu một chuyện thôi, là thầy hỏi vấn đề là hàm số này có liên tục tại x bằng bi trên 6 hay không. Thế thì muốn biết nó có liên tục tại x bằng bi trên 6 hay không thì các em đi tìm lim của fx khi x dần về bi trên 6. Fx của chúng ta cụ thể ở đây khi x dần về bi trên 6 có nghĩa là x của chúng ta khác bi trên 6. Do vậy nó mang cái biểu thức ở trên. Có nghĩa là tử là 2 sin bình phương x cộng cho sin x trừ 1 tất cả chia cho 2 lần sin bình phương x trừ 3 sin x cộng 1. Thế bây giờ làm cách nào để chúng ta phá cái dạng vô định 0 trên 0 này? Thì chúng ta theo dõi cái cách chúng ta phá như sau. Chúng ta viết lại lim khi x dần đến bi trên 6 và quan sát cái tử số. Thì chúng ta thấy tử số của chúng ta, nếu mà chúng ta xem sin x như là một ẩn, thì ở đây nó rơi vào một cái phương trình bậc 2 ẩn là sin x và có dạng khá đặc biệt A trừ B cộng C bằng 0. Do vậy mà cái tam thức mà ẩn là sin x sẽ cho ta được hai nghiệm. Thứ nhất là trừ 1 và thứ hai là trừ C trên A tức là bằng 1 phần 2. Tức là sin x của chúng ta bằng 1 phần 2. Như vậy thì cái tử số này của chúng ta sẽ tách ra được thành cái thừa số sau đây. Các em chú ý coi chừng chúng ta quên mất cái hằng số A của chúng ta là 2. Tách ra giống như hồi phổ thông chúng ta tách đấy. Nếu mà cái tam thức mà chúng ta có hai nghiệm x1 và x2 thì ta tách ra được thành a nhân cho x trừ x1 nhân cho x trừ x2. Chuyện đó rất đơn giản. Như vậy thì ở đây a của chúng ta cụ thể là 2. Rồi nhân cho sin x trừ cho nghiệm tức là trừ cho trừ 1 thành cộng 1. Nhân cho sin x trừ cho nghiệm thứ hai là 1 phần 2. Một cách tương tự như vậy chúng ta quan sát thấy tử số của chúng ta cũng lại có dạng a cộng b cộng C bằng 0. Do vậy mà sin x của chúng ta lúc này sẽ bằng 1 hoặc sin x của chúng ta bằng C chia A tức là bằng 1 phần 2. Như vậy thì từ mẫu số chúng ta tách ra được thành thừa số như sau. A của chúng ta là 2 nhân cho sin x trừ 1 trừ cho nghiệm của nó nhân cho sin x trừ cho 1 phần 2 tức là trừ đi cho nghiệm của nó. Như vậy thì chúng ta thấy trên tử và mẫu của chúng ta đều có sin x trừ 1 phần 2. Và đây chính là cái nguyên nhân gây ra cho chúng ta cái dạng vô định. Bởi vì khi x dần đến bi trên 6 thì sin của chúng ta dần đến bi 1 phần 2
1 phần 2 trừ 1 phần 2 hết, nó làm cho nó có cái dạng vô định 0 trên 0. Và lúc này thì chúng ta đơn giản được cho cái dạng vô định, cái lượng vô định đó. Và khi này thì nó hết còn là vô định rồi. Như vậy thì ta thay x bằng b trên 6 vào, thì ta có được sin b trên 6 bằng 1 phần 2 cộng cho 1 nữa thành 3 phần 2, đơn giản cho 2 trên tử là 3. Ở dưới mẫu thì chúng ta có 1 phần 2 trừ 1, tức là trừ 1 phần 2, đơn giản cho 2, còn lại trừ 1. 3 chia trừ 1, như vậy ta thấy rằng cái giá trị giới hạn của chúng ta bằng trừ 3. Mà trừ 3 này chúng ta quan sát trở lại đề thì chúng ta thấy rằng trừ 3 nó là giá trị của f tại x bằng b trên 6, tức là nó chính là f của b trên 6. Như vậy thì ta có lim của fx khi x dần về b trên 6 bằng f của b trên 6. Do vậy mà hàm số của chúng ta liên tục tại x bằng b trên 6. Chúng ta vừa rồi đầu giờ thầy chỉ bảo rằng thầy chỉ muốn dừng lại ở cái bài toán xét cái tính liên tục tại x bằng b trên 6 thôi, chứ thầy không xét rộng ra nữa. Những bài sau thì chúng ta sẽ xét rộng ra sau. Bây giờ chúng ta xem tiếp một ví dụ nữa, ví dụ số 2. Thế bây giờ một vấn đề đặt ra với các em như sau. Đó là người ta cho một cái hàm số có chứa tham số là A nhỏ. Và vấn đề đặt ra là đi tìm A, đi tìm cái tham số đó để cho hàm số của chúng ta liên tục tại x0 bằng 0 với fx của chúng ta bằng 1 trừ cos AX tất cả chia x bình phương khi x khác 0, hoặc bằng 2A trừ 2 khi x bằng 0. Như vậy thì chúng ta muốn đi tìm A để f liên tục tại x0 bằng 0 thì trước tiên chúng ta đi tìm lim của fx khi x dần về 0. Thế thì chúng ta thấy rằng x dần về 0 có nghĩa là x khác 0 không bằng 0, chỉ tiến tới số 0 thôi. Do vậy mà cái f của chúng ta được lấy ở biểu thức trên. Do thế mà nó bằng lim khi x dần đến 0, biểu thức ở trên có nghĩa là 1 trừ cos AX chia cho x bình phương. Thế bây giờ chúng ta lại thấy tiếp một chuyện như thế này. Khi x dần về 0 thì cái cos AX này của chúng ta đó, cái AX này này của chúng ta cũng tiến về 0. Do vậy trong những bài học trước thì chúng ta thấy cái đại lượng 1 trừ cos AX nó sẽ tương đương với AX tất cả bình phương chia 2. Do vậy mà chúng ta thay bởi cái đại lượng tương đương đó thì chúng ta có được lim khi x dần về 0. 1 trừ cos AX tương đương với AX tất cả bình phương chia 2. Còn x bình phương thì thầy viết lại ở đây. Như vậy thì ở trên tử có x bình phương, dưới mẫu có x bình phương, chúng ta đơn giản cho x bình phương đi hết. Đó chính là cái nguyên nhân gây ra cái dạng vô định 0 trên 0. Như vậy thì chúng ta còn lại A bình phương chia 2 và giới hạn của chúng ta bằng A bình phương chia 2. Thế thì đề bài đặt vấn đề là đi tìm A để F của chúng ta liên tục tại x0 bằng 0. Do vậy chúng ta muốn cho F liên tục tại x0 bằng 0 thì điều này tương đương với giới hạn của F tại 0 là A bình phương trên 2 phải bằng với F0, đó là 2A trừ 2. Và từ cái phương trình này dễ dàng cho ta có được ngay đáp số A bằng 2. Như vậy thì với A bằng 2 thì hàm số F của chúng ta là hàm số liên tục tại x0 bằng 0. Như vậy thì thầy vừa mới trình bày được cho các em hai cái ví dụ để thầy nhắc lại cái định nghĩa của hàm liên tục tại một điểm. Đó là cái hàm mà nó thỏa cái điều kiện giới hạn của hàm đó tại x0 bằng đúng giá trị của f tại x0. Sau đây thì chúng ta có một số những cái định nghĩa và một số những cái định lý liên quan đến một cái hàm liên tục trên cả một miền, cả một cái miền rộng hơn. Và trước mắt thì chúng ta làm quen với nhau về cái định nghĩa của cái hàm số sơ cấp trước. Được định nghĩa như sau. Nếu mà chúng ta có những cái hàm sau đây, hàm thứ nhất là hàm lũy thừa, thứ hai nữa là hàm mũ và hàm logarit, hoặc là hàm số lượng giác, hoặc là hàm số lượng giác ngược. Hàm lũy thừa này, hàm mũ, hàm log, hàm lượng giác và hàm lượng giác ngược. Tất cả những hàm này chúng ta gọi đó là những hàm sơ cấp cơ bản. Hàm sơ cấp cơ bản. Thế bây giờ nếu mà một cái hàm số mà được cho bởi hữu hạn các cái phép toán cộng hoặc là trừ hoặc nhân hoặc chia
hoặc là hàm hợp của những cái hàm sơ cấp cơ bản, tức là nó là cộng trừ nhân chia hàm hợp của những hàm lũy thừa, mũ, logarit, lượng giác hoặc lượng giác ngược. Thì những cái hàm mà nó thực hiện một cách hữu hạn các phép toán đó thì ta gọi đó là hàm số sơ cấp. Như vậy thì hàm số sơ cấp là hàm số gì? Là thực sự ra nó chỉ là những hàm số cộng trừ nhân chia hợp của các hàm số mũ, log, logarit, lũy thừa, lượng giác hoặc là lượng giác ngược. Đó. Thì đó gọi là hàm số sơ cấp. Và chúng ta có một cái định lý liên quan đến hàm số sơ cấp. Đó là mọi hàm số sơ cấp đều liên tục tại mọi điểm trên những khoảng mở mà nó xác định. Tức là chúng ta đi tìm cái tập xác định của những cái hàm số sơ cấp. Và khi đó thì cái hàm số sơ cấp lập tức liên tục trên tất cả mọi cái khoảng mở của cái tập xác định của nó. À, chính cái dấu hiệu này cho ta có được cái nhận biết sự liên tục đối với hàm số sơ cấp một cách nhanh chóng hơn. À, bây giờ để sáng tỏ cái định lý này, chúng ta theo dõi thêm hai cái ví dụ thầy cho sau đây. À, thầy cho cái hàm sau đây này các em. Fx bằng cos bx chia 2 khi trị tuyệt đối của x nhỏ hơn hay bằng 1. Hoặc là bằng trị tuyệt đối của x trừ 1 khi trị tuyệt đối x lớn hơn 1. Và đề bài yêu cầu chúng ta đi xét cái tính liên tục của hàm số f này trên toàn bộ tập số thực. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm cho cái biểu thức f của chúng ta nó rõ hơn một chút so với đề bài. Thế thì ta thấy rằng fx của chúng ta như sau. Nó sẽ bằng cos của góc bx chia 2 khi trị tuyệt đối x nhỏ hơn hay bằng 1. Thầy muốn phá bỏ cái trị tuyệt đối này đi. Như vậy trị tuyệt đối của x nhỏ hơn hay bằng 1 nghĩa là x đi trong đoạn từ trừ 1 đến 1. Thế bây giờ đối với lại trị tuyệt đối của x lớn hơn 1 thì ta biết rằng phá trị tuyệt đối đi nó chia ra làm hai trường hợp. Hoặc là x nhỏ hơn trừ 1 hoặc là x lớn hơn trừ 1. À, lớn hơn 1. Thế thì ta xét trước cái trường hợp x nhỏ hơn trừ 1 trước. À, khi x nhỏ hơn trừ 1 thì rõ ràng x trừ 1 của chúng ta là số âm. Số âm do vậy mà trị tuyệt đối của x trừ 1 sẽ bằng trừ nó. Trừ nó có nghĩa là đảo lại là 1 trừ x. Các em theo dõi kịp chứ? Hả? Rồi trường hợp thứ hai trong cái trị tuyệt đối của x lớn hơn 1 đó là khi x lớn hơn 1. Khi x lớn hơn 1 thì rõ ràng cái biểu thức x trừ 1 của chúng ta là số dương. Do vậy mà trị tuyệt đối của x trừ 1 bằng chính nó, cụ thể ở đây là bằng x trừ 1. Chúng ta viết lại cái hàm số f một cách rõ hơn một chút so với đề bài. Thế thì bây giờ chúng ta hãy cùng với phân tích với thầy một tí. Cos bx trên 2 đây là hàm số lượng giác. Do vậy đó là hàm số cơ bản. Mà hàm số cơ bản cho nên nó sẽ liên tục trên cái khoảng từ trừ 1 đến 1 chứ không phải đoạn. Trên những cái khoảng mở. Như vậy ở đây có dấu bằng thì ta sẽ chỉ kết luận được rằng cái cos của bx chia 2 nó liên tục trên cái khoảng mở trừ 1 đến 1. Một cách tương tự trong cái khoảng từ trừ vô cực đến trừ 1 nghĩa là x bé hơn trừ 1 tức là x di chuyển trong khoảng từ trừ vô cực đến trừ 1. Thì fx của chúng ta nó mang biểu thức 1 trừ x cũng là hàm số sơ cấp. Mà hàm số sơ cấp thì đương nhiên nó liên tục trên cái khoảng mà nó xác định. Nó xác định trong khoảng từ trừ vô cực đến trừ 1. Tương tự như vậy khi x lớn hơn 1 tức là từ 1 đến cộng vô cực thì cái biểu thức fx của chúng ta là x trừ 1 cũng là hàm số sơ cấp. Mà hàm số sơ cấp thì nó liên tục trên cái khoảng mà nó xác định. Do vậy tóm lại cái hàm số f của chúng ta nó liên tục trong khoảng từ trừ 1 đến 1. Rồi nó liên tục trong khoảng từ trừ vô cực đến trừ 1. Thế rồi nó liên tục trong khoảng từ 1 đến cộng vô cực. Nói tóm lại là cái hàm số f của chúng ta lúc này ta kết luận được, mới chỉ kết luận được nó liên tục với mọi x khác cộng trừ 1. Thế vậy thì bây giờ vấn đề đặt ra
tại x bằng 1, tại x bằng trừ 1, f có liên tục hay không? Thì chúng ta xét riêng từng trường hợp một thôi. Thế bây giờ chúng ta xét tiếp với x0 bằng 1. Bây giờ để biết xem coi với x0 bằng 1 này f của chúng ta có liên tục tại 1 hay không thì chúng ta đi tìm giới hạn thôi. Mà đây để tìm giới hạn tại x bằng 1 thì chúng ta phải thấy rằng nó có nhiều biểu thức như thế này, thì đương nhiên chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện giới hạn phải và trái. Như vậy trước tiên chúng ta đi tìm giới hạn của f tại 1 cộng, tức là tiến về bên phải. X tiến đến 1 cộng tức là x lớn hơn 1 và dần về 1. Khi x lớn hơn 1 chúng ta quan sát xem nó rơi vào cái biểu thức nào. Đây, x khi x lớn hơn 1 thì f của chúng ta bằng x trừ 1, không phải là dạng vô định, thay 1 vào 1 trừ 1. Vậy giới hạn bên phải tại 1 bằng 0. Một cách tương tự chúng ta đi xét giới hạn bên trái tại 1, tức là x dần đến 1 trừ. X dần đến 1 trừ có nghĩa là x nhỏ hơn 1 và tiến về 1. X nhỏ hơn 1 ta quan sát trở lại cái biểu thức f của chúng ta. Đây, x nhỏ hơn 1. Khi x nhỏ hơn 1 thì f của chúng ta mang biểu thức là cos của bi x trên 2. Mà cos bi x trên 2 cũng không phải là cái dạng vô định. Ta thay x bằng 1 vào ta được cos của bi trên 2. Mà cos bi trên 2 ta biết rồi, giá trị của nó bằng 0. Như vậy giới hạn bên trái tại 1 cũng bằng 0. Tóm lại, giới hạn phải tại 1 và giới hạn trái tại 1 đều bằng nhau và đều bằng 0 cả. Nghĩa là giới hạn của f tại x bằng 1 cũng bằng 0. Mà 0 thì chúng ta lại quan sát tiếp coi. F của 1 tức là ứng với x bằng 1, x bằng 1 thì nó ra được là cũng bằng 0 nữa. Như vậy thì ta kết luận được luôn, nó cũng chính là bằng f0. Nói tóm lại như thế này, giới hạn của f tại 1 rõ ràng bằng f0. Cho nên f của chúng ta liên tục tại x0 bằng 1. Yeah. Còn một điểm nữa mà chúng ta cần phải xét đó là với x0 bằng trừ 1. Một cách tương tự chúng ta cũng đi xét giới hạn bên tay phải tại số trừ 1, tức là lớn hơn trừ 1 và tiến về 1. X lớn hơn trừ 1 thì nó mang đây, x lớn hơn trừ 1 thì nó lại mang cái biểu thức cos của bi x chia 2. Ta thay trừ 1 vào ta có được cos của trừ bi trên 2. Cos trừ bi trên 2 vẫn tiếp tục bằng 0. Đúng chưa nào? Rồi ta lại đi tìm tiếp giới hạn của f khi x dần đến bên tay trái tại trừ 1. Có nghĩa là x nhỏ hơn trừ 1 và dần đến trừ 1. Nhỏ hơn trừ 1 thì ta thấy lúc này chỗ này, x nhỏ hơn trừ 1 thì f của chúng ta nó mang bởi biểu thức 1 trừ x. Ta thấy x bằng trừ 1 vào chỗ này, 1 trừ cho trừ 1 là 2. Như vậy giới hạn bên trái tại trừ 1 là 2. 0 và 2 rõ ràng khác nhau. Giới hạn phải và giới hạn trái tại trừ 1 khác nhau, do vậy mà giới hạn của f tại trừ 1 không tồn tại. Mà không tồn tại thì đương nhiên là nó không liên tục tại x0 bằng trừ 1. Do đó chúng ta kết luận f của chúng ta không liên tục tại x0 bằng trừ 1. Tóm tắt lại của chúng ta thì chúng ta thấy f vừa liên tục tại mọi điểm khác cộng trừ 1. Rồi f lại liên tục thêm tại x0 bằng 1. Và nó chỉ không liên tục tại x0 bằng trừ 1 thôi. Do vậy ta kết luận tổng quát bài toán của chúng ta, đó là f liên tục tại mọi điểm trừ cái x0 bằng trừ 1 đi thôi. Nó chỉ gián đoạn tại đúng một điểm, đó là x0 bằng trừ 1. Còn lại bao nhiêu liên tục hết. Đó. Thế thì cái cách mà chúng ta sử dụng cái hàm số sơ cấp để mà chứng minh một cái hàm nó liên tục trên toàn bộ cái tập xác định của nó là như vậy. Rồi chúng ta chỉ cần quan tâm đến những cái điểm biên, còn lại những cái khoảng mà hàm số xác định trên nó thì đối với mọi hàm số sơ cấp đều liên tục trên mọi cái khoảng mà nó xác định. Chúng ta lưu ý điều đó để chúng ta xét cái tính liên tục nó nhanh hơn, gọn hơn. Chúng ta xem tiếp một ví dụ thứ tư để minh họa cái điều thầy vừa nói với các em.
Ví dụ số 4 như sau. Xét tính liên tục của hàm số f trên r. Với f cho mang bởi biểu thức fx bằng lim khi n tiến tới cộng vô cực của căn bậc n của 1 cộng cho x lũy thừa 2n. Thế thì cái hàm số f này để cho hơi lạ, nó chính là giới hạn của cái dãy số phụ thuộc vào n, căn bậc n của 1 cộng cho x lũy thừa 2n. Thế bây giờ chúng ta sẽ viết cái biểu thức f này của chúng ta một cách khác cho nó rõ hơn, nó tường minh hơn một chút như sau. Ta thấy rằng cái biểu thức f của chúng ta nó sẽ phụ thuộc vào cái khi n tiến ra vô cực đó, các em để ý cái x lũy thừa 2n này nó sẽ phụ thuộc vào cái chỗ này. Khi n tiến ra cộng vô cực thì x lũy thừa 2n này của chúng ta nó tiến về đâu? Câu trả lời là chưa biết. Nó sẽ phụ thuộc vào từng cái giá trị cụ thể của x. Cho nên là một cách tự nhiên thầy sẽ chia ra cho các em những cái trường hợp cụ thể sau đây. Trước hết thầy xét với giá trị x lớn hơn trừ 1 và nhỏ hơn 1. Tức là trị tuyệt đối của x nhỏ hơn 1. Thế thì rõ ràng chúng ta thấy rằng x lũy thừa 2n của chúng ta với x của chúng ta thuộc vào cái khoảng từ -1 đến 1. Thì lũy thừa của nó càng lớn thì nó càng nhỏ. Và khi n tiến ra cộng vô cực thì 2n cũng tiến đến cộng vô cực. Một số mà có trị tuyệt đối nhỏ hơn 1 mang một lũy thừa vô cực thì đương nhiên là nó sẽ dần về 0 khi n tiến tới cộng vô cực. Cho nên ở đây nó chỉ còn lại là căn bậc n của 1. Vậy thì nó bằng 1 thôi. Chúng ta thấy được cái điều đó. Thế bây giờ một chuyện khác. Thế bây giờ nếu mà x của chúng ta bằng -1, x bằng -1 thì điều gì xảy ra nhé? Nếu x bằng -1 thì chỗ này của chúng ta nó sẽ được là 1, bởi vì -1 lũy thừa 2n nó bằng 1. Rồi cộng cho 1 này nữa là 2. Căn bậc n của 2 ta viết lại thành 2 lũy thừa 1 chia n. Và khi n tiến ra vô cực thì 1 chia n dần về 0, tức là 2 lũy thừa 0 cũng bằng 1. Vậy nó có khả năng x bằng -1 thì f của chúng ta cũng bằng 1. Và ta xét tiếp với giá trị x bằng 1, dấu bằng ở đây nữa xem coi sao nhé. X bằng 1 thì ở đây 1 cộng 1 là 2, lại quay trở lại giống trường hợp vừa rồi ta xét. Ta phá căn đi bằng 2 lũy thừa 1 chia n. Và khi n tiến ra vô cực thì 1 chia n dần về 0. Thì nó ra được là 2 lũy thừa 0 cũng bằng 1. Đó, chúng ta thấy nhé. Ở trường hợp thứ hai, chúng ta xét đó là khi trị tuyệt đối của x mà nó lớn hơn 1, nghĩa là x nhỏ hơn -1 hay x lớn hơn 1. Thì lúc này chúng ta quan sát cả cái căn này, thầy sẽ biến đổi như sau. Thầy đặt cái x lũy thừa 2n trong căn ra ngoài làm thừa số chung. Thì ở đây số 1 còn lại 1 chia cho x lũy thừa 2n. Và x lũy thừa 2n này lúc này còn lại 1. Thầy đẩy cái x lũy thừa 2n ra khỏi căn bậc n thì nó ra được là x bình phương. Vậy thì trong căn bậc n còn lại 1 chia x lũy thừa 2n cộng 1. Và khi trị tuyệt đối của x lớn hơn 1 thì khi n tiến đến cộng vô cực thì các em để ý cái phân số này. Mẫu số sẽ dần ra vô cực. Cho nên 1 chia cho vô cực nó sẽ bằng 0. Như vậy trong này nó còn lại 1. Ở ngoài nó còn lại x bình phương. Như vậy tổng kết f của chúng ta lúc này là x bình phương. Như vậy thì chúng ta đã viết lại cái hàm số f của chúng ta dưới dạng tường minh hơn. Nhìn nó rõ hơn. Và rõ ràng là khi x nằm trong khoảng, tức là không có dấu bằng, x nằm trong khoảng từ -1 đến 1 thì f của chúng ta là hàm hằng, thì đương nhiên nó liên tục trong khoảng từ -1 đến 1. Và tương tự như vậy thì trong khoảng từ trừ vô cực đến -1 và khoảng từ 1 đến cộng vô cực, f của chúng ta bằng x bình phương, cũng là hàm số sơ cấp, cho nên nó liên tục. Vậy tóm lại là nó liên tục với mọi x khác cái cộng -1 này thôi. Và giống như bài rồi, chúng ta sẽ xét từng trường hợp một, tại x0 bằng 1, rồi tại x0 bằng -1. Trước hết chúng ta xét tại x0 bằng 1 để biết có liên tục tại 1 hay không.
chúng ta cũng đi tìm dạng phải và trái ngay tại số 1. Trước tiên thầy muốn tìm dạng bên phải tại số 1. Nghĩa là x lớn hơn 1. Đây các em. X lớn hơn 1 nó mang biểu thức là x bình phương và thay 1 vào ta có bằng 1. Như vậy giới hạn của f bên phải tại 1 nó bằng 1. Thầy đi tìm tiếp giới hạn của f bên tại bên trái của số 1. Bên trái số 1 tức là nhỏ hơn 1, nhỏ 1 tức là sẽ mang biểu thức ở trên. Tức là f của chúng ta bằng 1. Như vậy nó bằng 1 ở đây. Như vậy ta kết luận rằng giới hạn trái và phải đều bằng nhau bằng 1 cả. Do vậy giới hạn của f tại 1 cũng bằng 1. Mà 1 này nó chính là f của 1 bởi vì f1 nó bằng 1. Do thế mà ta kết luận f của chúng ta liên tục tại x0 bằng 1. Một cách tương tự như thế chúng ta xét với x0 bằng trừ 1. Thế thì ta đi tìm giới hạn bên tay phải tại trừ 1. Tức là x lớn hơn trừ 1 và tiến về trừ 1. X lớn hơn trừ 1, đây, nó lấy biểu thức ở trên, x lớn hơn trừ 1. Và khi đó f của chúng ta bằng 1. Do vậy mà giới hạn này của chúng ta cũng bằng 1. Chúng ta đi tìm giới hạn của f khi x tiến đến trừ 1 trừ bên trái. Nghĩa là nhỏ hơn trừ 1 và dần đến 1. Nhỏ hơn trừ 1 đây. Và lúc này biểu thức f của chúng ta mang biểu thức là x bình phương. Mà x bình phương ta thay trừ 1 vào x bình phương trừ 1 tất cả bình cũng bằng 1. Do vậy giới hạn phải và trái cũng đều bằng 1. Và nó cũng bằng luôn cả f1 cũng bằng 1 đây các em. Do thế mà chúng ta kết luận được f của chúng ta tiếp tục liên tục tại x0 bằng trừ 1. Vậy thì tóm lại f liên tục tại mọi điểm khác cộng trừ 1. Rồi nó lại liên tục tại 1, rồi lại liên tục tại trừ 1. Do thế mà chúng ta có một cái tổng kết rằng f của chúng ta liên tục trên toàn bộ cái trục số thực R. Đó là thêm hai cái ví dụ để minh họa cho các em thấy cái cách thức dùng cái hàm sơ cấp để chứng minh một cái hàm liên tục trên một cái miền nó xác định như thế nào. Thế bây giờ chúng ta xem tiếp một số những cái kiến thức nữa liên quan đến hàm số liên tục như sau. Đó là chúng ta có một cái định lý như thế này các em này. Đó là nếu mà f liên tục tại x0 thì cái hàm số trị tuyệt đối của fx cũng liên tục tại x0. Chúng ta nhờ cái định lý này mà chúng ta sẽ giải quyết được một số bài liên quan đến trị tuyệt đối về liên tục. Thế bây giờ chúng ta xem này. Thế thì bây giờ thầy giải quyết cái chuyện này trước cho chúng ta thấy này. Ta giả thiết cho chúng ta là f liên tục tại x0. F liên tục tại x0. Cho nên theo định nghĩa, lim của fx khi x tiến về x0 nó phải bằng fx0. Nghĩa là với mọi epsilon dương, bao giờ chúng ta cũng tìm được một cơ số delta dương phụ thuộc vào epsilon. Để sao cho trị tuyệt đối của x trừ x0 mà nhỏ hơn delta và dương, tức là x thuộc vào cái lân cận của x0 và không lấy x0, thì các kéo theo được fx trừ fx0 trị tuyệt đối phải nhỏ hơn epsilon. Tại sao nó lại là fx0? Bởi vì cái giới hạn của f tại x0 nó phải bằng fx0 thì lúc đó f mới liên tục tại x0 được. Đấy. Thế bây giờ làm sao để từ cái giả thiết này mà chúng ta chứng minh được cái f lớn x của chúng ta là trị tuyệt đối của f nhỏ x cũng liên tục tại x0 bằng thông qua cái hình ảnh epsilon delta này. Thế thì chúng ta chặn bằng bất đẳng thức thôi các em. Thế bây giờ chúng ta xem nhé. Trước hết là chúng ta xem thử coi cái trị tuyệt đối của f lớn x trừ cho f lớn x0 như thế nào. Nếu mà ta chứng minh được cái trị tuyệt đối này nó vẫn tiếp tục bé hơn epsilon nữa thì rõ ràng là f liên tục tại f lớn liên tục tại x0. Thế bây giờ chúng ta thay cái f lớn của chúng ta này, nó là trị tuyệt đối của f nhỏ, tức là f lớn x là trị tuyệt đối của f nhỏ x, trừ cho
F lớn x0 nó chính là trị tuyệt đối của F nhỏ x0. Và theo bất đẳng thức thì chúng ta thấy điều sau đây này. Trị tuyệt đối của trị tuyệt đối A trừ trị tuyệt đối B đương nhiên lúc nào cũng phải nhỏ hơn hay bằng trị tuyệt đối của A trừ B. Cụ thể ở đây là trị tuyệt đối của trị tuyệt đối Fx trừ trị tuyệt đối của Fx0 nhỏ hơn trị tuyệt đối của Fx trừ Fx0. Chuyện chứng minh không khó đâu. Chúng ta chỉ cần chia một số những trường hợp nhỏ nhỏ để xét dấu Fx và Fx0 thì chúng ta thấy ngay cái chiều bất đẳng thức. Thế thì do F của chúng ta liên tục tại x0 cho nên với mọi epsilon dương có một cái số delta dương sao cho x thuộc vào lân cận của x0 dẫn đến fx trừ fx0 nhỏ hơn epsilon. Nghĩa là ta đã có được cái giả thiết là fx trừ fx0 này đã nhỏ hơn epsilon rồi. Nghĩa là cái trị tuyệt đối này bây giờ đã nhỏ hơn epsilon rồi. Như vậy thì tóm lại này, với mọi epsilon dương có một số delta dương sao cho x thuộc vào lân cận của x0 dẫn đến trị tuyệt đối của f nhỏ x trừ f nhỏ x0 nhỏ epsilon, mà từ điều này lại dẫn đến được cái trị tuyệt đối của f lớn x trừ f lớn x0 cũng nhỏ hơn epsilon nữa. Như vậy thì có nghĩa là lim của f lớn x0 khi x tiến về x0 bằng f lớn x0, mà đó chính là cái định nghĩa của cái sự liên tục hàm số f lớn tại x0. Cho nên ta kết luận được rằng f lớn là trị tuyệt đối của f nhỏ cũng liên tục tại x0. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ theo dõi một cái ví dụ mà thầy chuẩn bị cho để thấy được cái định lý này nó như thế nào nha. Thầy sẽ có một cái trị tuyệt đối để cho chúng ta thấy. Thầy đề nghị như thế này. Xét tính liên tục của hàm số f trên r với fx bằng trị tuyệt đối của sin x chia x khi x khác 0 và bằng 1 khi x bằng 0. Thế bây giờ thì ta thấy một điều sau đây. Trước hết thầy xem cái hàm gx nó không có trị tuyệt đối, nó là sin x chia x. Thế thì rõ ràng sin x chia x của chúng ta đây là hàm số sơ cấp, được xác định trên r bỏ đi số 0, tức là từ trừ vô cực đến 0 và từ 0 đến cộng vô cực. Do thế mà nó liên tục trên hai cái khoảng mà thầy mới nói, nghĩa là nó liên tục tại mọi điểm khác số 0. Do đó mà theo cái định lý vừa rồi thì cái hàm số hx là trị tuyệt đối của sin x chia x cũng liên tục với mọi x khác 0. Mà sin x chia x trị tuyệt đối nó chính là cái biểu thức khi x khác 0 của hàm số f. Do thế mà ta kết luận được một cái điều trước mắt như sau. Đó là f cũng liên tục với mọi x khác 0. Như vậy thì chúng ta đã giải quyết được một phần khá lớn của cái liên tục trên R. Bây giờ chỉ còn lại có mỗi một cái điểm, đó là x0 bằng 0 thôi. Vậy thì xem thử coi cái x0 bằng 0 đó, hàm số F của chúng ta có liên tục hay không, để chúng ta kết luận rằng nó có liên tục trên R hay không thôi. Thế bây giờ, thế thì để mà xét tiếp đó, thì chúng ta theo dõi cho thầy một cái giới hạn khá quen thuộc. Đó là ta biết rằng lim của sin x chia cho x khi x của chúng ta tiến đến 0 bao giờ nó cũng bằng 1. Cái giới hạn rất cơ bản trong những bài học trước. Cho nên là chính nhờ cái giới hạn này mà chúng ta sẽ có được cái điều sau đây. Đó là nếu mà ta lấy với mọi epsilon dương thì thế nào cũng phải có một cái số delta dương phụ thuộc vào cái epsilon đó, để sao cho trị tuyệt đối trừ cho 0 nhỏ hơn delta và dương, ở đây thầy viết tắt thôi,
đó là sao cho trị tuyệt đối của x trừ 0, tức là trị tuyệt đối của x nhỏ hơn delta và nó không có bằng 0. Thầy tại vì hết chỗ thầy không có ghi lớn hơn 0. Thì lúc đó ta dẫn đến được trị tuyệt đối của sin x chia x trừ cho 1 này này, trừ cho cái n l trong giới hạn của chúng ta đó, nó phải nhỏ hơn epsilon. Đấy, chúng ta dựa vào cái kiến thức của bài học trước đó, của cái giới hạn này và ta có được cái điều này. À, thầy bố này đi nhé. À, như vậy ta có được cái điều này rồi. Như vậy làm sao để móc nối qua lại được cái trị tuyệt đối của sin x trên x? Thì chúng ta lại quan sát tiếp cái chuyện sau đây. Thế vậy thì bây giờ ta có được trị tuyệt đối của trị tuyệt đối sin x chia x trừ 1. Ta xem thử như thế nào. Giống như cái ví dụ số 4 vừa rồi. Trị tuyệt đối của trị tuyệt đối sin x chia x trừ 1 bao giờ cũng sẽ phải nhỏ hơn hoặc cùng lắm là bằng sin x chia x trừ 1. Các em thấy rất rõ. Bởi vì nếu mà sin x chia x mà dương á thì dấu bằng xảy ra. Còn nếu sin x chia x mà âm thì rõ ràng cái chiều này của chúng ta từ trái sang phải là nhỏ hơn hẳn. Vậy mà một số âm mà trừ cho một số âm lấy số dương thì đương nhiên cái số bên phải nó phải lớn hơn cái bên trái là cái chắc. Các em thấy không? Mà vừa rồi chúng ta thấy rằng là sin x chia x trừ 1 thì do cái lim của sin x chia x khi x dần đến 0 đó, nó bằng 1 cho nên cái trị tuyệt đối này đương nhiên là nó nhỏ hơn epsilon. À, như vậy thì ta nói tóm lại như thế này. Với mọi epsilon dương tồn tại một cái số delta dương sao cho trị tuyệt đối của x nhỏ hơn delta dẫn đến được điều này. Mà từ điều này lại dẫn đến được là trị tuyệt đối của trị tuyệt đối sin x chia x trừ 1 nhỏ hơn epsilon. Vậy thay vì thầy viết sin x chia x ở đây, thầy thêm cái dấu trị tuyệt đối ở đây nữa thì nó hoàn toàn là hợp lệ thôi. Vậy thầy bôi cái chỗ này đi nhé. À, như thế thì tổng kết lại, quay trở lại cái định nghĩa thì chúng ta thấy với mọi epsilon dương tồn tại một cái số delta dương để khi x của chúng ta lọt vào cái lân cận của số 0 thì trị tuyệt đối của sin x chia x trừ 1 nhỏ epsilon, nghĩa là lim của sin x chia x trị tuyệt đối khi x dần đến x 0 nó bằng 1. Cho nên mà 1 nó chính là f0 cho nên nó cũng liên tục tại tại x0 bằng 0. À, như vậy thì nó vừa liên tục tại với mọi x0 khác 0, rồi nó lại liên tục tại cái điểm x0 bằng 0 nữa. Cho nên ta kết luận được rằng cái hàm số này của chúng ta là hoàn toàn liên tục trên R. À, như vậy thì chúng ta vừa mới thấy được cái việc mà sử dụng cái hàm số sơ cấp để mà chứng minh một cái hàm số liên tục nó nhanh gọn. Và lúc đó thì chúng ta chỉ cần xét những cái biên, những cái điểm biên của những cái khoảng tại những cái điểm riêng biệt đó thôi. Và qua đó thì thầy cũng vừa mới giới thiệu cho em có một cái hàm trị tuyệt đối khá đẹp. Nếu f liên tục tại x0 thì trị tuyệt đối của f cũng liên tục tại x0. Thế bài học sau thì thầy cũng tiếp tục giới thiệu cho các em một số những cái định lý liên quan đến hàm số liên tục để qua đó chúng ta thấy được cái cách xét tính liên tục của hàm số cho nó nhanh hơn. Thế bây giờ thì bài học của chúng ta hôm nay là hết. Thầy hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo. Thân ái chào.